Chào chị cô chú, Toyota Innova 2023 ra mắt tại thị trường Việt Nam cũng làm ồn ào phân khúc xe 7 chỗ cao cấp những ngày qua. Và bên cạnh thế lớn đây là chiếc Innova Cross 2023 phiên bản Hybrid. Chọn phiên bản Hybrid là chúng ta chọn được cái gì, giá trị nó nằm ở đâu và liệu TNV bán cho ta chúng ta cái gì, một chiếc xe 7 chỗ hay còn gì nữa không? Tất cả có trong clip này, mời các bạn cùng theo thế lớn. Trong clip này, thế lớn sẽ chia sẻ cho các bạn phần 1 động cơ vận hành, phần 2 là trang bị option và phần 3 là thiết kế. Từ đó các bạn sẽ nhìn ra được chúng ta sẽ mua được cái gì ở chiếc xe này. Và đây, như các bạn thấy, động cơ Innova Hybrid bao gồm động cơ xăng 2.0 với công nghệ phun trực tiếp. Bên cạnh đó là phần converter, là một bộ phận rất quan trọng của hệ thống Hybrid. Bên dưới là hộp số tự động DCVT. Và bên trong thì được trang bị thêm kèm thêm chế độ lái EV Mode, chế độ lái Eco Power. Và hơn thế nữa, hộp số này còn có thêm trang bị phần lẫy số trên vô lăng. Điểm nổi bật của hệ thống Hybrid là trên cái động cơ 2.0 này phun trực tiếp, mặc dù công suất có thể đẩy lên 170 mã lực. Tuy nhiên trên thực tế, khi mà đi cùng với hệ thống Hybrid, nhà sản xuất các kỹ sư tối ưu hóa để đạt cái hiệu suất nhiệt tốt nhất, chỉ lấy công suất 150 là tối đa. Với motor điện có công suất tương đương tầm khoảng 40 sức ngựa. Như vậy, tổng công suất của xe Hybrid này tương đương 190 sức ngựa. Và điểm đặc biệt hơn là các ECU điều khiển như đây. ECU điều khiển động cơ hộp số và các ECU điều khiển hệ thống Hybrid phối hợp với nhau, làm sao để cho động cơ xăng và động cơ cơ điện có thể nói chuyện được với nhau. Và chính các ECU và các cảm biến phức tạp hiểu được cái điều kiện vận hành chân ga của từng khách hàng, từng điều kiện đường xá, từng giai đoạn tăng tốc hay là chạy đều. Và từ đó có những cái tính toán quyết định vô cùng chính xác, một cái phương trình cực kỳ phức tạp, đảm bảo cho các bạn có được cảm giác lái tốt mà lại tiết kiệm nhiên liệu và không ô nhiễm môi trường. Và hơn thế nữa, khi bạn sở hữu xe Hybrid, cảm giác lái vô cùng êm ái. Hello, cũng biết là có nhiều anh chị, cô chú sẽ có một số cái lo lắng đại diện sau đây. Ví dụ như là xe này nó hiện đại quá thì nó có mau hư hay không, chi phí sửa chữa nó có tốn kém hơn hay không. Thứ hai nữa là thấy là có lợi đó, nhưng mà cục pin này xài sau một thời gian thì phải thay. Và cái chi phí nó, gì cũng biết, nó tầm khoảng 90 đến 100 triệu. Thì như vậy cái nào lợi hơn? Về chi phí sửa chữa thì anh chị hoàn toàn yên tâm, cũng như các anh chị vận hành một chiếc xe như thế nào, xe xăng như thế nào, xe Hybrid y chang vậy. Và điều kiện bảo dưỡng cũng y chang, không phát sinh thêm. Ý thứ hai về khả năng xác suất hỏng hóc dọc đường thì anh chị càng phải yên tâm hơn nữa. Toyota Hybrid đã có trên thị trường thế giới hơn 20 năm, với hơn 20 triệu xe bán ra trên toàn cầu. Và tại thị trường Việt Nam thì tuy còn mới mẻ, nhưng đó là cơ sở để chúng ta tham khảo. Bên cạnh đó, tại Việt Nam chị có thể tham khảo những người sử dụng xe Hybrid từ cái nguồn nhập salon hoặc các dòng xe Lexus tại thị trường Việt Nam hơn 10 năm nay. Hơn nữa, pin Hybrid của Innova Cross hiện nay được Toyota Việt Nam bán và công bố được bảo hành 7 năm hoặc 150.000 cây. Cá nhân hay lớn thấy rằng đây là một sự tính toán quá chắc cú, quá an toàn của TNV đối với thị trường Việt Nam, một thị trường lần đầu tiên họ đã mang xe Hybrid về. Còn ở các thị trường khác, Nhật, châu Âu, Mỹ, thời gian bảo hành pin Hybrid có thể lên đến 10 năm, thậm chí 11 năm. Với mức tiêu hao nhiên liệu vô cùng tuyệt vời, chỉ 4 lít 9 trong đường hỗn hợp cho một cái xe 7 chỗ với sát nặng 1 tấn 7 và cảm giác lái 190 mã lực thì không còn gì để chê. Theo quan điểm thế lớn, chọn Innova Hybrid là chọn hai giá trị, một là giá trị ngắn hạn, hai giá trị dài hạn. Ngắn hạn là bạn được sở hữu công nghệ mới, được khám phá công nghệ mới, một chút gì đó thể hiện sự sành điệu về công nghệ của các bạn trên thị trường ô tô. Giá trị dài hạn là nếu như ai đi nhiều và đi dài thì sẽ được lợi hơn. Còn bạn thì sao? Bạn có góc nhìn nào khác với hệ thống Hybrid hay không? Xin vui lòng comment bên dưới. Rồi, phần thứ hai, hai lớn sẽ review phần option trang bị an toàn, hai cái chung và liệu chúng ta sẽ nhận ra được chúng ta mua được cái gì. Đầu tiên, từ phần đầu xe các bạn thấy đèn full LED, đèn xi nhan LED tách rời và đèn sương mù. Ga lăng có mạ rôm, thiết kế sơn bóng. Và tổng thể về phần thiết kế các bạn tự cảm nhận nha. Chủ yếu chúng hai lớn sẽ liệt kê coi liệu với mức giá này những cái option vui vẻ nho nhỏ có bị cắt hay không. Ví dụ như mâm, được trang bị mâm 18 dạng mâm C và có cảm biến áp suất lốp, rất là an toàn cho các bạn chạy trên đường, bởi vì nó hiển thị trên màn hình áp suất theo từng bánh luôn. Phanh thì là phanh đĩa 4 bánh, trước thông gió, sau đĩa đặt. Kính chiếu hậu các bạn thấy chỉnh điện gập điện, tự động gập heo chìa. Và đặc biệt vấn đề
hỗ trợ lái có cảnh báo điểm mù và cảnh báo va chạm cắt ngang khi lùi. Rất là an tâm, thuận tiện, đặc biệt cho tài mới khi chạy trên đường có nhu cầu rẽ trái, rẽ phải. Bạn hoàn toàn quan sát được cái góc điểm mù ở phía sau xe. Tại vị trí gương chiếu hậu, hãy lên chỉ với bạn camera 360 của hai gương chiếu hậu, camera phía trước, camera phía sau. Với camera 360 độ, cảm biến góc phía trước, phía sau, tổng cộng 8 cảm biến sẽ hỗ trợ rất nhiều trong những cái pha mà các bạn đi vào chợ, đi vào đường hẹp, đi vào trường học hay là ra vào ra. Hơn thế nữa, trên gương chiếu hậu có cảnh báo điểm mù BSM và cảnh báo va chạm cắt ngang khi lùi RCTA sẽ giúp cho bạn hoàn toàn an tâm, tự tin trên những cung đường mà có đông xe gắn máy. Khi bạn quẹo trái, quẹo phải, bạn ngồi trong xe như gần như là bạn bao quát được chiếc xe. Tiếp tục, đây là góc nhìn từ phía sau. Các cảm biến góc như Thái Lân đã nói, đèn sau full LED thiết kế rất là đẹp và sang trọng. Cốp điện, đó là cái Thái muốn nói. Để các bạn thấy được là chúng ta có được cái gì, mua cái gì. Mua được cái sự sang trọng, tiện lợi. Một cái xe với tầm giá này hiện giờ nếu không có cốp điện thì mất đi sự sang chảnh, mất đi sự sành điệu. Và bây giờ Thái Lân muốn review cái khoang hành lý. Với thiết kế mới, hàng ghế sau gập phẳng sẽ cho bạn một tối ưu cái không gian cực kỳ rộng rãi khi mà bạn đi 4 người. Trong trường hợp bạn tối ưu hàng ghế sau, sử dụng luôn hàng ghế sau thì phần khoang hành lý cũng khá là rộng và có là bao gồm 2 ngăn. Cốp điện, Thái Lân thích nhất là thiết kế đơn giản, xài nút bấm điều khiển trên remote, không cần phải đá cốp. Và bánh sơ cua thì bầm tôn nha các bạn, bánh sơ cua bầm tôn cùng kích thước bánh với lại 4 bánh còn lại. Và bây giờ chúng ta cùng vào phần nội thất coi có giá trị gì đáng kể không. Ghế trượt rất là dài các bạn, điều này sẽ rất tốt cho cái người ngồi giữa có nhiều sự lựa chọn. Và đây, hơi lớn bước vô các bạn thấy nhẹ nhàng đơn giản không. Ghế này đã chỉnh để cho cái người 1m8 ngồi trước vẫn thoải mái. Và đây, hơi lớn ngồi thử cho các bạn ở hàng ghế sau. Cải tiến của hàng ghế sau Nova này là một cải tiến rất đáng ghi điểm. Vì cái độ, ngoại trừ cái chuyện mà gập phẳng thì khi thực tế mình ngồi cái độ ngửa rất là tốt. Nhờ độ ngửa tốt làm cho cái không gian mình ngồi, người ngồi phía sau không bị ngợp, ngay cả 1m7 cũng không sao. Bên cạnh đó còn có trang bị sẵn cho người ngồi phía sau cổng sạc 12V nè, chỗ để chai nước và một số chỗ để khăn giấy các kiểu. Có đèn đọc sách phía sau, đa an toàn 3 điểm cho hàng ghế sau. Và cửa gió đến tận hàng ghế sau. Việc mà người ngồi sau bước ra bước vô cũng cực kỳ dễ. Đi xuống đường này, nhờ có một cái lẫy trang bị ngay trước mặt của mình khi ngồi phía sau. Các bạn thấy không? Bước xuống thoải mái không? Ok. Và khi bung rèm, ngồi trên cái ghế Ottoman này, xe rộng rãi, tầm nhìn thoáng đãng nhờ cửa trời, cửa sổ trời panorama. Cửa sổ và các khung cảnh xung quanh cũng thoáng. Cái cảm xúc thị giác của mình làm cho mình có một cái cảm giác cực kỳ thoải mái luôn các bạn. Giá trị là nằm ở đây. Giá trị của sự sang trọng, đẳng cấp. Đây, những cái nhỏ nhỏ vậy thể hiện sự tinh tế và chu đáo cho người ngồi sau. Hơn thế nữa, bảng điều khiển máy lạnh phía sau được trang bị dạng auto. Rồi còn hai cái cổng sạc Type-C. Vừa sướng, vừa thoải mái, vừa tinh tế. Sự tinh tế còn được nhìn thấy qua cái tấm bi cửa design để kiểu nó cũng mới mẻ, hiện đại. Đây có khu vực này, bọc da, chi tiết da có vẻ xuất hiện nhiều hơn trong nội thất của Innova Cross 2023. Và ban đêm thì có cái đèn ánh sáng xanh dạ xuống cho các bạn. Sự sang trọng cũng cần được thay đổi khi đi vào ban đêm. Còn về an toàn thì bạn an tâm, vẫn là 6 túi khí. Có lẽ trong tầm giá 990 triệu thì đây là chiếc xe mà nâng niu người thân của bạn với những người ngồi sau nhất trong phân khúc tại thị trường Việt Nam hiện nay. Đây là một chiếc xe không những nhiều công nghệ mà lại có nhiều công năng, mang một cái tầm, một cái đẳng cấp rất phù hợp cho phục vụ các sếp, các chuyên gia hay là đi gia đình. Tay lái nhẹ, tại vị trí ghế lái, tầm nhìn, ghế ngồi cao, thoáng đãng, khung gầm TNGA nó được cái đó. Bên cạnh đó, khung gầm TNGA còn cho các bạn một cái cảm giác lái cái xe đầm, chắc, linh hoạt và an toàn. Khi nó gia cố những cái khung xe bên khoang nội thất chắc chắn hơn, bạn sẽ rất thích thú và hứng khởi với lẫy số trên vô lăng. Có thể có thêm chế độ chạy Power Mode, tức là
tăng cái độ mạnh mẽ của chiếc xe. Còn nếu bạn tiết kiệm hơn nữa thì bạn có chế độ Eco. Ngoài ra khi pin bạn đầy trên 6 vạch, bạn có chế độ chạy thuần điện 1 đến 2 cây số. Rồi, vô lăng bọc da nhỏ nhẹ. Bên phải thì có các phím bấm của gối an toàn Toyota. Đây là một cái công nghệ an toàn hỗ trợ người lái rất nhiều, ngăn ngừa tai nạn xảy ra như là cảnh báo tiền va chạm và phanh tiền va chạm phía trước, và hỗ trợ cảnh báo lệch làn và giữ làn, rồi ga tự động thích ứng, xe bạn hơi đuổi theo xe phía trước mà bạn không cần phải thêm ga hay là chỉnh ga gì hết. Bạn ngăn ngừa được chuyện trường hợp mà chạy quá tốc độ khi bạn đi trên cao tốc. Và cuối cùng là tính năng thứ tư là đèn pha bật tắt tự động AHB, thể hiện một cái phong thái lái xe rất là văn minh. Đây, và các phím điều chỉnh âm thanh màn hình trên vô lăng. Màn hình này, màn hình 10.1 inch, rộng rãi, rõ nét, bố trí nhìn rất là hiện đại. Bên trong của nó thì có Apple CarPlay, Android Auto, kết nối không dây, kết nối điều hội thông minh, giúp cho bạn thuận tiện hơn trong việc tương tác sử dụng khi đi trên đường, ví dụ như là xài bản đồ. Đi kèm với nó, hệ thống giải trí âm thanh 6 loa và hai lớn rất ưng các nút bấm điều khiển. Ngoài trên vô lăng thì có những cái phím vật lý rất là dễ cho các bạn vừa lái xe vừa điều chỉnh. Và có thêm hiển thị camera 360 rất tiện lợi, hỗ trợ cách trực quan sinh động khi bạn ngồi trên xe đi vào đường hẹp. Bật tắt đèn cốt auto rất là tiện lợi nè. Gạt mưa trước sau, màn hình tinh thể lỏng, giao diện hybrid, nhìn rất hiện đại, công nghệ. Rồi, máy lạnh tự động hai vùng, cái này hay lớn không cần phải nói nhiều, không có gì đặc biệt so với các máy lạnh tự động hai vùng khác. Đây, điểm đặc biệt là có phanh tay điện tử auto horn. Wow, mặt cần số thiết kế rất là phá cách ha, trông rất phù hợp với chiếc xe 7 chỗ cao ráo rộng rãi này. Cần số cũng thiết kế mang hơi hướng vừa thể thao một chút cổ điển. Có chế độ lái S với đá lên nút cộng, 6 cấp số ảo. Có cổng sạc Type-C phía trước cho tài xế, có cổng USB kết nối để các bạn đưa vào hệ thống âm thanh nghe nhạc. Có thêm cổng sạc 12V, bố trí đây rất hay, để có cái khay trong trường hợp bạn sạc điện thoại, bạn để đây rất là tiện. Cốp cũng khá là rộng, ok, không có khóa cốp nha bạn. Bộ ghế da design theo phong cách hiện đại rất là hợp với cái xe. Tông màu của nó chủ yếu là đen với nâu hạt dẻ, phối cùng với tắp lô cũng cùng cái phong thái đen nâu hạt dẻ đó và các tắp bi. Tổng quan nội thất này, ngồi vô thì cho các bạn cái cảm giác nó lịch lãm, nó không quá diêm dúa, nó không quá nhiều đường nét, nhưng mà đó là một phong cách khá là lịch lãm. Đây, thể hiện sự tinh tế, soi gương có đèn. Rồi, đây có gương này, gương chiếu hậu trong chống chói tự động như các bạn. Có nút tắt mở đây. Bên trên là khu vực nút bấm đèn trần, đèn đọc sách các kiểu. Và đặc biệt là khu vực đóng mở cái cửa sổ trời. Wow. Rèm bạn có thể đóng mở hí dừng giữa chừng giống như vậy. Hoặc là đóng hết bằng cái nút bấm bên phải. Rồi, đây là cửa sổ chờ cho một cái micro trong cái hệ thống gọi khẩn cấp SOS ở một số thị trường. Ở Việt Nam chúng ta thì không có. Lẫy mở nắp xăng, mở capo trước. Đây, bố trí các nút bấm, chỉnh được cái độ cao đèn. Đèn tự động bật tắt nhưng mà chỉnh độ cao đèn theo cái size, theo cái ý thích của các bạn được luôn nha. Khi bạn chạy vào ban đêm sẽ cảm thấy nó dễ chịu hơn. Bật tắt đèn pha tự động. Điều khiển camera 360. Rồi, và có thể đóng mở cốp sau từ bên trên ngay vị trí ghế tài. Kính chiếu hậu chỉnh điện, gập điện theo chìa và cho bạn chọn luôn luôn mở, luôn luôn gập hoặc là tự động auto theo chìa. Tất cả các lên xuống kiến này đều là một chạm. Rồi. Ghế da với ghế tài chỉnh điện 8 hướng, có khả năng chỉnh luôn cả cái bệ đỡ cái đùi của mình, để cho bạn có cái vị trí ngồi chắc chắn hơn, ôm cái form hơn. Hơn nữa thì ghế của mình, vô lăng của mình là vô lăng chỉnh cơ 4 hướng. Với cái cách chọn lựa như vậy thì bạn dễ dàng chọn ra một cái vị trí lái phù hợp với mình, bất kỳ bạn là ai, cao hay thấp, lùn hay mập. Và như vậy, bạn thấy rồi đấy, một chiếc xe với tầm giá này được trang bị quá nhiều hệ thống hiện đại, an toàn.
có thể thỏa mãn từ cảm giác lái, sự vui vẻ trong các chế độ lái, cho đến là tay lái nhẹ, rồi cho đến các hệ thống an toàn, hệ thống hỗ trợ lái. Hãy lớn tin rằng với những trang bị này, Innova Cross Hybrid 2023 hoàn toàn có thể làm thỏa mãn ngay cả những ông chủ khó tính nhất. Đấy, đấy là một cái gói tất cả những gì bạn mua đấy. Mua cảm giác lái, mua sự an toàn, mua tính hỗ trợ, vân vân. Bạn có thấy xứng đáng với mức giá 990 triệu hay không? Xin vui lòng comment cho Hải Lớn biết với nha. Còn chiều dài cơ sở giữa tâm hai bánh xe được kéo giãn ra so với phiên bản trước 2850mm, giúp cho cái xe chạy nó trường, xe nó đầm chắc hơn. Đồng thời dễ dàng thiết kế được cái khoang hành khách rộng rãi thoải mái như thế. Hơi đáng tiếc là không còn vận động cầu sau nữa, phiên bản này trở đi sẽ là vận động cầu trước. Nhưng bù lại công suất, các bạn thấy rồi đó, công suất động cơ, hộp số thay đổi mới hoàn toàn, mạnh mẽ hơn và nhiều tinh chỉnh, nhiều chất chạy hơn. Nên Hải Lớn tin chắc rằng chiếc xe này không hề yếu. Còn hệ thống cho sao vẫn là phụ thuộc như phiên bản trước, nhưng mà sử dụng dầm xoắn. Hải Lớn tin chắc rằng với cái xác xe nặng 1,7 tấn như Innova Cross Hybrid này thì đảm bảo cái xe đầm chắc. Còn độ im ái, độ im dịu, cách âm như thế nào, chất chạy cụ thể ra sao, các bạn đăng ký kênh và đón xem clip review khi xe ra bản số. Và cuối cùng là cũng nhắc lại, hệ thống an toàn, phanh, 4 phanh đĩa, phanh ABS, OBD, BA, hỗ trợ phanh khởi hành ngang dốc, HAC và VSC, TRC cũng có đầy đủ. Bây giờ những cái này là căn bản của Toyota. Triết lý của Toyota thiết kế cho bạn từ cái khung gầm, hệ thống treo, hệ thống phanh, túi khí luôn luôn đảm bảo để thể hiện một cái triết lý xuyên suốt từ xưa tới giờ trên toàn cầu. Đó là một chiếc xe dễ lái, linh hoạt và phải an toàn. Do Hải Lớn đi quá chi tiết trong clip này và đến đây clip cũng dài, Hải Lớn cũng rất là cảm kích nếu ai mà xem tới giờ phút này. Xem đến đây, Hải Lớn xin tạm dừng clip review chi tiết Innova Cross Hybrid 2023. Bạn còn thắc mắc gì, ý kiến gì hay góc nhìn nào mới so với nội dung của Hải Lớn, rất mong nhận được sự bổ sung, đóng góp mang tính xây dựng của các bạn. Hải Lớn cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.